Nếu bạn đã có nhu cầu mua ARK DeFi liên quan cũng như là mua hòm Nguyên Huy và Kim Cương, đừng quên truy cập shoparkng.com để ủng hộ nhân em. Còn đường link thì sẽ để dưới phần mô tả cho nhân em. Hello, xin chào các bạn, em đã quay trở lại với channel của mình nha. Thì hôm nay thì mình sẽ mang đến những cái thông tin mới về cái phiên bản cập nhật OB22. Thì hầu như là chắc chắn thì em cũng đã có biết sơ qua về cái bản cập nhật OB22 đúng không? Thì hôm nay thì mình sẽ giới thiệu chi tiết về cái phiên bản này nha em. Thì em nào thấy hay hãy chụp subscribe thì kênh quý like và sẽ cái video này của mình nha em ơi. Rồi thì đến với cái thông tin đầu tiên mà mình muốn giới thiệu cho anh em, đấy chính là về một cái vòng quay đa chế tác mới nha em. Thì ở cái vòng quay đa chế tác mới này thì nó sẽ cập nhật trong cái phiên bản OB22. Thì mình nghe điều đấy thì ai cũng biết rồi đúng không? Và ở trong cái phiên bản này và ở cái vòng quay đa chế tác ấy thì nó sẽ xuất hiện một cái khẩu skin của cái một cái skin của khẩu M1810 ấy. Thì mình thấy là cũng được anh em ạ, bởi vì ở cái khẩu skin này thì nó khá là chất, cực kỳ ngon luôn. Bởi vì mình thấy ấy thì ở trong cái khẩu skin này thì hầu như nó sẽ tăng cái lượng sát thương đi lên rất là nhiều, cũng như là tốc độ bắn nha em. Thì ở cái phiên bản cập nhật này thì nó sẽ cập nhật vào ngày mùng 3 tháng 6 nha em ơi. Đấy thì nói chung thì ở cái sân chơi của cái cập nhật phiên bản cập nhật OB22 này thì mình thấy là nó cũng được đến mà. Nói chung thì nó cũng khá là đẹp, nói chung đồ họa nó tên luôn, nó rất là chất anh em ơi. Thì anh em có thể xem một cái sân chơi thì hầu như là cái độ họa của nó cao hơn rất là nhiều. Cùng theo đấy là một cái compet anh em, thì hầu như là ở cái compet này thì mình thấy là nó cũng được anh em ạ. Và đây là chi tiết của cái phiên bản cập nhật OB22. Thì nó sẽ được update vào ngày mùng 3 tháng 6 nha em. Thì ở đây thì sẽ xuất hiện một cái khẩu Barret. Thì đây là cái skin mà mình nghĩ là nó cực kỳ chất luôn, nói chung thì cũng ổn em ạ. Bởi vì ở cái khẩu Barret này thì mình nghĩ là chắc chắn anh em nào đã từng chơi cái tựa game mà CFM hoặc là CF gì đấy thì mình nghĩ là chắc chắn cũng sẽ có biết đúng không. Và là nó sẽ cũng có xuất hiện một cái nhân vật mới. Và ở cái nhân vật này thì nó sẽ có hai cái sự lựa chọn để em có thể lựa chọn khi mua cái nhân vật này nha em. Em có thể tăng cái lượng sát thương khi mà bắn vào đầu này, và giảm cái lượng sát thương khi bắn vào chân tay, và là tăng cái lượng sát thương khi bắn vào chân tay và giảm sát thương khi headshot nha em. Đấy, em thấy không? Cũng được nha em. Thì nói chung thì ở cái nhân vật này thì mình thấy là cũng khá là được ấy. Và hầu như là cũng có cập nhật được một cái thông tin nữa về một cái vòng quay đa chế tác nha em. Thì đây là một cái vòng quay đa chế tác tiếp theo. Ở đây thì em có thể sở hữu được những cái bản vẽ và anh em có thể nói chung ấy, ở cái mùa đa chế tác tiếp theo này thì mình thấy là nó sẽ xuất hiện về một cái khẩu skin của cái cây của cái họ xuất gần đấy. Thì mình đánh giá khá là ổn ở trong cái khẩu skin này, bởi vì hầu như là với cái khẩu skin này thì có lượng sát thương cực kỳ lớn này, lượng đam thì đương nhiên nó rất là ok rồi. Và kèm theo đấy thì ở cái tốc độ bắn của nó thì khá là nhanh, bởi vì mình cũng có thấy cũng có test sơ qua ấy, thấy là nó cũng được đúng không ạ. Và ở đây là một cái mệnh đá chế tác, một cái bản vẽ nha em. Thì nói chung thì đây là một cái bản vẽ mới ở trong cái bộ đá chế tác nha. Thì hầu như là mình thấy là ở đây sẽ có hai cái bản vẽ nó khác nhau này, và mình nghĩ là nó sẽ xuất hiện hai cái vòng quay đa chế tác mới đấy ạ. Và đây là một cái bộ đồ mà mình thấy là cũng được đấy ạ. Ở đây thì mình vừa cập nhật được cái thông tin và mình sẽ mang vào cho anh em tham khảo nha em. Thì đây là một cái bộ trang phục mới nha em ơi, và đây sẽ là cái bộ trang phục nữ, và kèm theo đấy là ở đây là cái bộ trang phục nam nha em. Thì mình thấy là cũng được anh em ơi. Đây không biết là em thấy như thế nào nhưng mà mình thấy là nó cũng ổn. Và ở đây là cái bản vẽ của cái vòng quay đa chế tác súng như thế này. Đấy, cũng được như thế này. Skin của cái khẩu shotgun cái chất em ạ. Kiểu như nó sẽ nâng lên một cái tầm cao mới em ơi. Thì ở đây thì sẽ có bốn cái sự lựa chọn cho em, và sự nữa thì mình sẽ review cho em luôn. Rồi thì nói chung thì vừa nãy thì mình nghĩ ở cái vòng quay là chế tác ấy thì mình thấy là nó cũng rất là ổn luôn, mình đánh giá khá là cao ở trong cái vòng quay đa chế tác súng nha em. Đấy em thấy không, hầu như ở trong cái phiên bản OB22 này thì nó sẽ cập nhật lại cho em ở cái phiên bản mùa hè ấy. Thì em có thể thấy này, đấy em thấy không,
cũng như là ở cái sân chơi, ở cái khu vực sân chơi thì nó sẽ kiểu như là một cái gì đấy nó khá là mới mẻ đúng không? Với lại thì ở cái compet đại bàng này thì nếu mà nào tôi biết thì mình sẽ giải thích luôn. Thì với cái compet này thì nó sẽ rất là ổn luôn đấy bạn. Và tiếp theo đây là một cái mình nhận đây là cái hòm xác nha. Và đây là một cái hòm xác mới ở trong cái phiên bản tiếp theo. Và nó sẽ được bán công khai nha. Mình thấy là cũng được ấy. Dù thì ở cái hòm xác này thì mình nghĩ là nó sẽ được ra bán kiểu như là mừng cập nhật hay sao ấy. Và đây cũng sẽ là một cái hòm xác này. Mình thấy là những cái hòm xác này nó rất là đẹp luôn. Vì nó có rất là nhiều cái hiệu ứng ấy. Rồi thì có lẽ đây là một cái hòm xác mà mình đánh giá khá là cao. Bởi vì ở cái skin của nó thì nó cũng khá là đẹp. Và kèm theo đấy là cập nhật về cái bộ trang phục lúc mà anh em leo lên huyền thoại ấy. Thì anh em sẽ nhận được cái áo huyền thoại này nha em. Thì hầu như là ở đây là một cái áo khoác phong huyền thoại, nó cũng rất là ổn luôn đấy. Thế nó cũng được anh em ạ. Không biết là anh em thấy như thế nào nhưng mà mình thấy là những cái bộ trang phục này nó rất là ổn luôn, rất là đẹp. Và kèm theo đấy thì nó sẽ, mình nghĩ ở đây thì nó sẽ tặng cho em ở một cái áo thôi, chứ không có cái khăn bịt mặt ở như trên cho em. Thì với cái áo này thì mình thấy là nó kỳ ổn em ạ. Và tiếp theo thì mình sẽ review cho em về một số cái sự kiện trong cái phiên bản cập nhật sắp đến đây cho em. Thì ở cái phần sự kiện thì hầu như ấy, thì mình có thấy thì ở trong cái phần sự kiện thì nó sẽ có một số cái điểm mới. Và hiện tại thì ở server Việt Nam ấy thì sẽ có cái sự kiện mà em đăng nhập vào một vài em sẽ nhận đếm ngược ấy, đếm ngược bản cập nhật. Mình nghĩ là như vậy, bởi vì hiện tại thì ở cái phiên bản cập nhật thì nó sẽ update vào ngày 3 tháng 6 anh em ạ. Cũng gần đến rồi anh em ơi. Và ở trong cái sự kiện này thì em sẽ có nhận rất là nhiều cái phần quà luôn đúng không? Rồi thì ở cái server nước ngoài ấy thì mình cũng thấy là cũng có một số cái thông báo về cái phần sự kiện. Và ở trong cái phần ở trong cái bản cập nhật OB22 này thì mình cũng có thấy là ở trong cái bản cập nhật này thì nó sẽ có một số cái sự kiện để em có thể nhận được này. Một cái áo phong và một cái áo khoác và một cái hòm súng như này. Đấy, một cái hòm trang phục ấy mùa hè. Và kèm theo đấy thì là ít mưa cả huy hiệu trong cái thẻ phục cực tiếp theo như này. Thì chắc chắn thì anh em đã biết về cái thẻ phục cực mùa tiếp theo rồi đúng không? Vì mình cũng đã có giới thiệu cho em rồi. Thì ở trong cái phiên bản thẻ vực tiếp theo thì nó sẽ lấy cái cốt truyện ở nó khá là giống với cái thẻ vực cực mùa 1. Thì không biết là em thấy như thế nào mà như mình thấy là nó cũng được đấy bạn. Nói chung thì mình có review sơ qua rồi thì mình đánh giá thì nó cũng khá là ổn nếu mà em sở hữu được những cái bộ trang phục ở trong cái mùa thẻ vực cực tiếp theo như em. Rồi ok, thì nói chung thì ở cái sự kiện này thì mình thấy là nó cũng được rồi em ơi. Ở đây thì em sẽ sở hữu được một cái dù này. Đây thì em đăng nhập vào nhá, em đăng nhập ở trong cái phiên bản OP22 em sẽ nhận được qua. Thì kèm theo đấy là đây là những cái bộ trang phục mà mình nhà nó đã cập nhật ở server Việt Nam rồi. Thì mình cũng đã không giới thiệu cho em nữa, mình sẽ không giới thiệu cho em nhá. Đây là cái bộ trang phục bác sĩ này. Rồi ok, trông cũng rất là ổn đúng không? Rất là trông rất là này nọ luôn. Rồi ok, cảm ơn em rất là nhiều vì xem kèm với dân hạng mình. Thì nếu bạn đang đầu thứ hai hãy cho subscribe, kênh, like, sẽ kèm dân hạng của mình nha em. Ok thì bye bye và hẹn gặp lại trong những cái video tiếp theo của mình nhé.